Vụ va dấp xảy ra cách đây không lâu giữa một xe máy và một ô tô 4 chỗ đi từ chiều ngược lại trên Y8 đoạn qua xã Quảng Long, huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Tai nạn khiến hai thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy văng mạnh xuống đường, nằm bất động. Video được quay tại hiện trường cho thấy hai nạn nhân nằm la liệt trên đường, trong đó một người bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Người dân mau lẹ khiêng các nạn nhân lên taxi đi cấp cứu dưới. Hiện trường vụ tai họa xe máy đâm nát một bên ô tô, người dân khiêng hai nạn nhân đi cấp cứu dưới. Chiếc ô tô bị nát một phần, những mảnh vụn văng đầy trên đường. Còn xe máy biến dạng nghiêm trọng, bánh trước bị rời ra. Lực lượng công dụng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai họa.